Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 9 tháng 1 năm 2024, cùng kênh Kim Thanh Vlog. Kế hoạch mua sắm của Manu, bất ngờ vụ Timo Werner, bất ngờ số tiền Real phải trả cho Haaland. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Kim Thanh Vlog thưa quý vị. Bất ngờ vụ Timo Werner. Theo The Athletic, Man United cần bổ sung một tiền đạo trong tháng 1 năm 2024. Chính vì thế, Manu lên kế hoạch hỏi mượn Choupo-Moting của Bayern Munich. Ngoài ra, Timo Werner của RB Leipzig cũng được tính đến. Dù vậy, Tottenham nhanh chân hơn và đã có được chữ ký của tiền đạo này. Đáng chú ý, Quỷ Đỏ từ bỏ thương vụ Werner, theo Fabrizio Romano, là do họ không chắc cựu sao Chelsea có thể phù hợp với đội bóng. Thậm chí Man U chưa rõ sẽ mang về kiểu tiền đạo nào trong tháng này. Kế hoạch mua sắm của Man U. Theo Manchester Evening News, Quỷ Đỏ có thể thực hiện thương vụ mượn người khi cơn bão chấn thương đang càn quét đội hình. Chúng tôi đang xem xét khả năng. Điều gì khiến các cầu thủ hứng thú tới đây và tất nhiên là sự hứng thú của chúng tôi cho đội bóng, cho Manchester United. Vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem diễn biến như thế nào trong phiên chợ này, huấn luyện viên Erik ten Hag hỏi khẳng định. Quyết định của Mikel Arteta với Thomas Partey. Trao đổi về thông tin Arsenal có kế hoạch chiêu mộ Amado Onana để thế chỗ Thomas Partey, Fabrizio Romano khẳng định vẫn còn quá sớm để biết được điều gì sẽ diễn ra đối với tương lai của hai tiền vệ này. Đồng thời, Romano cho biết chính huấn luyện viên Mikel Arteta đã quyết định giữ lại Partey vào mùa hè 2023. Hiện tại, do tiền vệ người Ghana chấn thương, pháo thủ không thể tìm kiếm bến đỗ mới cho cầu thủ nào. Chelsea muốn có Dybala. Tutto Mercato Web bất ngờ đưa tin Chelsea có ý định chiêu mộ tiền đạo Paulo Dybala với mức giá khá thấp. Tuyển thủ Argentina còn hợp đồng đến năm 2025 nhưng được cho là có điều khoản giải phóng 12 triệu euro cho các câu lạc bộ bên ngoài Italia. Đặc biệt, điều khoản này chỉ có hiệu lực đến ngày 15 tháng 1. Theo đó, Thêm Blues có thể kích hoạt điều khoản này. Chân sút 30 tuổi bỏ túi 6 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 17 trận mùa này. Phong độ của anh thú sự chú ý trên khắp châu Âu. Bất ngờ số tiền Real phải trả cho Haaland. Tờ S của Tây Ban Nha đưa tin rằng Real Madrid sẽ thực hiện động thái chuyển nhượng với Mbappe. Dù vậy, họ chỉ cho Mbappe thời hạn tới ngày 15 tháng 1 để đưa ra quyết định. Nếu Mbappe một lần nữa từ chối, họ sẽ chuyển sự chú ý sang Erling Haaland của Manchester City. Đáng chú ý, Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng 200 triệu euro. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ áp dụng với các câu lạc bộ Premier League. Còn đối với những đội ngoài nước Anh, mức phí chỉ là 100 triệu euro. Hiện tượng Bundesliga sẵn sàng đến Everton thi đấu. Các nguồn tin thân cận cho biết hàng loạt các câu lạc bộ như Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Crystal Palace, Wolverhampton, Wanderers, Brentford và Fulham đều tiếp cận Guirassy trong vài tháng qua. Cầu thủ 27 tuổi này đã ghi 17 bàn chỉ sau 14 trận ở Bundesliga mùa này. Khả năng thích nghi của Guirassy với Premier League vẫn là một dấu hỏi. Dù vậy, anh hứng thú với viễn cảnh tới xứ sở xương mùa chơi bóng. Sao trẻ Man United không rời đi tại mùa đông này? Amad Diallo được cho là có thể rời khỏi Man United khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Cầu thủ 21 tuổi chỉ vừa mới trở lại thi đấu sau khi gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi đầu mùa. Amad Diallo hiểu rằng những tin đồn về tương lai của mình đang được dấy lên. Cầu thủ 21 tuổi đã có động thái chấm dứt ngay những lời đồn đoán. Phản hồi về một bài đăng liên quan đến tin đồn về Birmingham, Amad Diallo nói đừng lừa dối nữa bạn. Amad Diallo còn hợp đồng với Man United đến năm 2025, chưa kể điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Cầu thủ người bờ biển Nga quyết tâm tìm kiếm vị trí tại Old Trafford. Trong bối cảnh những người đàn anh có phong độ thiếu ổn định, Diallo hoàn toàn có được những cơ hội ra sân quý giá. Thương vụ Sancho bất ngờ bị trì trệ. Sancho được kỳ vọng rời khỏi Man United vào tháng 1. Anh có cơ hội trở lại Dortmund và hồi sinh sự nghiệp. Những thông tin ban đầu cho thấy đây là một thương vụ mượn trong ngắn hạn và có giá trị 2,6 triệu bảng. Dortmund sẽ chiêu mộ Sancho và cầu thủ này sẽ tới trại tập luyện mùa đông ở Marbella cùng toàn đội. Tuy nhiên, tờ Leipzig mới đưa tin rằng chuyến bay của Sancho tới Tây Ban Nha đã bị hủy vào phút chót. Tờ Kailan khẳng định hai câu lạc bộ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi đạt được một thỏa thuận. Việc Sancho trở lại Dortmund vẫn kỳ vọng sẽ được diễn ra, nhưng việc thảo luận sẽ tiếp diễn. Dự kiến không có điều khoản mua đứt nào được đính kèm trong thương vụ này. Úp mở chuyện Henderson tái hợp Liverpool. Sau khi Liverpool giành chiến thắng trước Arsenal ở vòng 3 FA Cup, huấn luyện viên Ox đã được hỏi về khả năng Jordan Henderson trở lại Anfield. Khi được hỏi về độ xác thực của tin đồn này, huấn luyện viên Ox đã thẳng thừng phủ nhận Hen do một họp báo để nói về điều đó hay sao. Cậu ấy không gọi cho tôi. Chúng tôi có nói chuyện nhưng không liên quan đến việc này. Vậy nên tôi không có gì để nói về nó cả. Henderson được cho là đang không hạnh phúc tại Saudi Pro League và muốn trở lại nước Anh chơi bóng. Tuy nhiên, hàng tiền vệ Liverpool lúc này cũng tương đối chật chội. Thế nên viễn cảnh Henderson tái hợp Liverpool là tương đối không khả thi. Tony báo tin buồn cho Arsenal. Ivan Toni đã sẵn sàng trở lại sau án treo giò vì vi phạm quy định cá cược của FA. Tiền đạo người Anh đã bị treo giò từ giữa tháng 5 nhưng có thể trở lại thi đấu khi Brentford đối đầu với Nottingham Forest hôm 20 tháng 1. Trước thềm ngày trở lại, Ivan Toni tuyên bố rằng
anh có thể giúp Brentford tránh xuống hạng trong giai đoạn 2 của mùa giải bằng việc ghi những bàn thắng. Tất cả mọi người đều biết Brentford là một câu lạc bộ gia đình. Tôi rất biết ơn họ, đặc biệt là các cổ động viên. Vì vậy tôi cần phải báo đáp họ. Brentford đang gặp khó khăn ở thời điểm này. Nhưng khi trở lại, tôi sẽ đóng góp một phần quan trọng để giúp họ thoát khỏi giai đoạn xuống phong độ hiện nay. Tôi rất háo hức được trở lại và giúp đỡ các đồng đội. Với những phát biểu này, Ivan Toney chắc chắn không rời khỏi Brentford ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đó là tin không vui dành cho Arsenal, đội đang theo đuổi anh. Juve chấm dứt sự quan tâm với Phillips và Højbjerg. Theo The Sun, Juventus sẽ không ký hợp đồng với Calvin Phillips của Manchester City hay Højbjerg của Tottenham trong tháng này. Juve đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm và cả hai mục tiêu kể trên đều sẵn sàng, nhưng được cho là quá đắt đối với bà đầm già. Werner chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi chuyển đến Spurs. Tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig sẽ tới London để hoàn tất cuộc kiểm tra y tế trước khi gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Theo Sky Sports, Spurs sẽ đưa ra lựa chọn trị giá 15 triệu bảng nếu họ muốn thực hiện thỏa thuận vĩnh viễn với tiền đạo người Đức. Man City ký hợp đồng lịch sử. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester City đã chốt xong hợp đồng với Finny Gorman, thần đồng sinh năm 2008 triển vọng bậc nhất nước Anh. Tờ The Athletic khẳng định rằng Gorman cập bến Etihad với giá không dưới 1 triệu euro. Đây là con số cao chưa từng có trong lịch sử đối với một cầu thủ U15. Tuyên bố vụ Mbappe gia nhập Real Madrid. Người đại diện của Kylian Mbappe đã lên tiếng phủ nhận việc anh đã đồng ý thỏa thuận với Real Madrid. Trước đó, hàng loạt thông tin cho rằng Mbappe đã đồng ý chuyển đến Bernabeu khi kết thúc hợp đồng với PSG. Một tuyên bố có nội dung không có thỏa thuận nào về tương lai của Kylian Mbappe, đặc biệt là khi không có cuộc thảo luận nào đang diễn ra về nó. Không có loại ảnh hưởng nào có thể quyết định thời điểm thảo luận, suy ngẫm hoặc quyết định của Kylian Mbappe. Cavallo của Liverpool chuẩn bị gia nhập Hull City theo dạng cho mượn. Tiền vệ Fabio Cavallo của Liverpool chuẩn bị gia nhập Hull City theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, theo The Athletic. Cầu thủ 21 tuổi này đã trở lại Anfield vào đầu tháng này sau thời gian cho mượn tại RB Leipzig. Đội vô địch Southampton cũng được cho là muốn ký hợp đồng với cầu thủ trẻ này, nhưng những chú hổ đang được coi là đội bóng được yêu thích nhất. Bayern Munich sắp ký hợp đồng với Jagosin. Theo nhà báo Emmanuel Josu, Bayern Munich sắp ký hợp đồng với mục tiêu của Tottenham Hotspur là Radulagusin từ Genoa. Đội bóng Bundesliga đã tổ chức cuộc đàm phán với câu lạc bộ Ý vào thứ Hai, mùng 8 tháng 1 và họ dự kiến sẽ ký thỏa thuận trong 48 giờ tới. Real Madrid cạnh tranh với Arsenal để ký hợp đồng với hậu vệ Sporting. Theo Ficha rẻ, Real Madrid chuẩn bị cạnh tranh với Arsenal và Chelsea để ký hợp đồng với hậu vệ Âu Manjiomje của Sporting trong kỳ chuyển nhượng này. Hậu vệ này đã gia nhập câu lạc bộ Bồ Đào Nha vào tháng 1 năm ngoái, còn hợp đồng với Sporting đến năm 2027 và điều khoản giải phóng là 80 triệu euro. PSG muốn Kimmich. Paris Saint-Germain được cho là muốn ký hợp đồng với Kimmich từ Bayern Munich để đổi lấy Noji Mukiele, người mà câu lạc bộ Bundesliga đang cố gắng ký hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. El Equip đưa tin rằng, bất chấp sự quan tâm của câu lạc bộ Pháp, tiền vệ người Đức khó có thể tới Paris. Hiện tại, Manchester City là ứng cử viên sáng giá để ký hợp đồng với cầu thủ này, mặc dù việc chuyển nhượng có thể chỉ diễn ra vào mùa hè. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.